Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18 giờ hôm qua, ngày 3 tháng 2 đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam ghi nhận thêm 37 ca mắc mới đều ở khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tất cả đều đã được cách ly, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Số công nhân này được lấy mẫu ngày 28 tháng 1 năm 2021, xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày mùng 3 tháng 2, kết quả xét nghiệm lần 2 có 37 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy đến nay đã có tổng số 1.948 ca mắc COVID-19 tại Việt Nam, trong đó có 25 ca tử vong. 1.461 ca đã được chữa khỏi. Có tổng cộng 1.059 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 336 ca. Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 48.829. Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều qua, Bộ Y tế cho biết hiện hai nguồn lây nhiễm đã từng bước được kiểm soát do xác định chúng tâm dịch ngay từ đầu triển khai quyết liệt khẩn trương đồng bộ các biện pháp chống dịch dự báo ổ dịch tại hải dương và quảng ninh sẽ nhanh chóng được kiểm soát trong thời gian tới